dùng iPhone, chúng ta phải chấp nhận với hiện thực này thôi các bạn ạ. Bài test Willeye Extreme Chest Test, và bây giờ mới vòng thứ 15. Nó đã có gì? Máy đã bật lag, FPS đã khựng khựng, và quan trọng là nó đã tụt độ sáng màn hình rồi các bạn ạ. Mẹ vãi cả trưởng, tối thui à. Rồi, đo nhiệt độ phía mặt trước xíu nha anh em nhé. Thì vị trí chỗ này 41 độ, 38 độ, nó sẽ tùy khu vực. 41,6. Ok, 42 độ, 43,3 độ. Ô, khu vực chỗ này rất nóng này anh em này. Xuống dưới xíu, 42,8, vẫn nóng. Ở bên dưới rất nóng. Đúng với cái vị trí mà chúng ta tì tay vào để mà các bạn chơi game thì nó nóng. Ui, nói chung phía mặt trước thì trung bình khu vực chỗ này rất nóng. Đấy, có thể thậm chí lên tới 43 độ. Ai chả chả, bảo sao mà nó chả tụt độ sáng màn hình các bạn ạ. Ok, bên dưới này thì sao? Bên dưới này khu vực pin thôi, đỡ hơn, 30 mấy độ. Đấy, khó chịu. Rồi, không được chạm vào màn hình nha. Đằng sau thì sao? Khu vực chỗ này thì đương nhiên là sẽ rất là nóng. Càng gần camera càng nóng, 43 độ. Đấy, 44 độ. 44,7, 44,8 độ ạ. Ui gì ghê ạ. Rồi, bên dưới này thì sao? Cũng rất nóng. Ok, bên trên đỡ hơn tí. Khu vực chỗ dưới này thì nó mát mát hơn xíu. Ok. Nói chung cũng loanh quanh khu vực này cực kỳ nóng. Rồi, tiếp theo. Bên dưới này, khung viền thì nó đỡ hơn. Khung viền thì nó đỡ hơn. Thế thì các bạn cũng biết là cái vấn đề mà iPhone nó nóng lên thì không có gì mới cả. Thế nên cái việc mà chúng ta sử dụng quạt tản nhiệt xóa lạnh cho iPhone thì nó cũng không có thứ gì nó lạ lẫm cả. Đấy. Thế nhưng mà với một cái iPhone nó cực kỳ nóng, tụt độ sáng rất nhanh, thì chọn một cái quạt tản nhiệt làm sao cho nó phù hợp thì ok. Hôm nay mình sẽ recommend đến cho anh em một lựa chọn. Mà cái lựa chọn này thì ngoài cái việc mà các bạn có thể làm mát được cho iPhone thì thậm chí là nó còn có thể làm mát được cho rất nhiều thiết bị khác. Kể các bạn có muốn gắn làm mát cho iPad cũng được. Thậm chí cho một con MacBook Air mà nó không có cái quạt tản nhiệt cũng được luôn. Thì đây là một trong những con mà nó khá là nổi tiếng. Tuy nhiên cái phiên bản nhà mình bán nó hơi khác một tẹo các bạn nhé. Đây là con X65, nhưng mà cái phiên bản nó X65A. Thay vì nó sử dụng cái ngàm thì bên mình sẽ bán cái loại sử dụng cái heat nam châm ở bên trên và bên dưới. Và khi các bạn sử dụng thì chúng ta sẽ dán thêm một cái miếng kim loại vào mặt lưng của thiết bị các bạn muốn làm lạnh như thế này. Đương nhiên là anh em cũng biết là iPhone 15 series ấy, thì chúng ta đã có sẵn cái vòng nam châm MagSafe. Nên là các bạn có thể mua những cái loại quạt tản nhiệt xóa lạnh mà có sẵn cái vòng nam châm MagSafe, các bạn hít vào mặt lưng của cái iPhone là xong. Nhưng mà mình nhận ra một điều ạ, đấy là những cái quạt tản nhiệt xóa lạnh mình cũng có bán, ví dụ những mã như C07, C08, AL19 ấy, thì cái diện tích của cái con sò ấy, nó không được lớn. Thế nên ấy, cái hiệu quả làm lạnh nó sẽ chỉ thực sự phù hợp trong một vài những tình huống mà các bạn dùng bình thường thôi. Còn nếu như các bạn muốn làm lạnh thật là kỹ, làm lạnh thật là sâu thì các bạn nên lựa chọn cái con quạt tản nhiệt này, bởi vì hiệu suất của nó là nó tốt hơn rất rất nhiều. Ok, bây giờ nha, mình sẽ test cho các người anh em xem này. Điều đầu tiên ấy, là cái con quạt này nó ăn tới khoảng hơn 20W điện, và tối đa nó sẽ có thể ăn tới 27W điện các bạn nhé. Đây, ghim lên cho các người anh em xem. Bật nó lên, có 3 nước nhá, nước 1 này, nước 2 này, nước 3 này. Và khi nước 3, mọi người có thể thấy là hiện tại nó đang ăn vào khoảng tầm hơn 20W điện. Ghê chưa? Rồi, thêm một chút xíu nước để mà các bạn nhìn thấy cái hiệu quả làm lạnh của nó sẽ trở nên tốt hơn như thế nào. Hiện tại thì mình đang ở trong phòng điều hòa với cái mức nhiệt độ nó vào khoảng tầm 26 cho đến 27 độ gì đó. Thì cơ bản cũng là một cái mức nó gọi là lý tưởng. Nhưng mà hiệu suất làm lạnh của con X65A này thì nó thực sự rất là tốt. Nên là các bạn có thể yên tâm. Lát nữa mình cũng sẽ test cho các bạn thấy và nốt cho các bạn một vài những lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng quạt tản nhiệt xóa lạnh như thế này. Rồi, mới vèo cái mà nó đã đông đá rồi đấy các bạn ạ. Và test nhiệt độ thì đương nhiên nó sẽ xuống âm rất nhanh. Đấy, xuống nhiệt độ âm rất nhanh. Tùy khu vực mà nó sẽ âm bao nhiêu độ. Đấy, chỗ này âm 6,6 độ, âm 7,5 độ này. Đó, tùy khu vực anh em nhé. Đấy, tùy khu vực. Thấy chưa? Âm 9 độ. Kinh thật. Chưa? Thì đây, đá đã đóng rất nhanh. Và mọi người có thể thấy là với một cái mức hiệu suất làm lạnh tốt và nhanh như thế này thì cho dù là bất cứ thiết bị nào, cho dù có nóng đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng có thể cân một cách rất ngon lành. Đó. Mọi người có thể thấy đá đây. Ghê chưa?
Và bây giờ như mình đo ở đây thì nó cũng chỉ ăn đâu đó tổng khoảng 18W mà thôi. Nên thậm chí là nếu như các bạn có muốn sử dụng với những cái cục pin dự phòng bây giờ với cái cổng CPD 20W thì nó vẫn có thể dùng được. Cho dù là đây mình đang mở chế độ cao nhất là chế độ turbo các bạn nhé. Còn trong một vài trường hợp nếu như chúng ta những môi trường nóng hơn thì có thể nó sẽ ăn ở mức điện cao hơn, thì cái đấy thì nó sẽ còn tùy. Còn ở hiện tại với cái môi trường này, với cái mức hiệu suất làm lạnh như thế này thì hiện tại nó chỉ ăn có khoảng chưa đến 20W mà thôi. Ngon lành chưa các bạn? Đấy. Rồi xin phép anh em gỡ đi một chút xíu nha. Thì với cái hiệu suất làm lạnh tốt như thế này và nhanh như thế này thì cũng sẽ có một vài những lưu ý để anh em có thể sử dụng cái quạt tản nhiệt gió lạnh này các bạn ạ. Điều đầu tiên á, hãy nhớ nhé, chúng ta chỉ sử dụng khi những cái thiết bị này của chúng ta này có cái tải nặng. Đây, bài test của mình đã xong nhé. Nó sẽ đạt cái độ ổn định vào khoảng 77%. Bài test điểm cao nhất đương nhiên sẽ là 3.500 rồi. Và chúng ta sẽ có những cái mức sau vào khoảng tầm 2.899. Nói chung loanh quanh khoảng 2.800 bao nhiêu, 8 mấy ấy. Rồi sau đó càng lâu thì nó sẽ càng tụt về khoảng 2.700. Nói chung là bài vòng test thứ hai này 2.899, coi như 2.900. Đến vòng test cuối cùng chỉ có 2.700 thôi. Là các bạn cũng biết là nó sẽ tụt cái mức hiệu năng như thế nào. Thì để lý giải một chút xíu á, Apple sẽ luôn đẩy cái mức hiệu năng cao nhất ở cái vòng đầu tiên. Sau đó đến cái vòng thứ hai, họ sẽ giảm hiệu năng một cách khá rõ rệt. Và với cái điểm số này các bạn cũng có thể nhìn thấy máy sẽ ngay lập tức giảm hiệu năng khoảng 20%. Và đây là cái đặc tính của Apple, thế nên chắc chắn là các bạn có xử lý tản nhiệt tốt đi đâu chăng nữa thì nó vẫn sẽ giảm mà thôi. Những cái mấu chốt là từ vòng thứ 2 cho đến vòng thứ 20 thì Apple sẽ cố gắng giữ hiệu năng ở mức tốt nhất có thể nếu như thiết bị của chúng ta được làm mát tốt. Và đấy cũng chính là lý do vì sao mà những lúc như thế này thì quạt tản nhiệt gió lạnh sẽ phát huy tác dụng. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ chấm lại một vòng. Trong lúc đó mình sẽ gắn quạt tản nhiệt X65A để xem nó có tốt hơn hay là không nhé. Ok, xin phép anh em là bởi vì vừa mới chạy xong nên bây giờ nó sẽ rất là nóng, nên mình sẽ cho cái máy này của chúng ta nó chạy trước một chút xíu để khiến cho cái máy điện thoại nó mát đã. Sau đó thì mình sẽ chạy bài test này các bạn nhé. Rồi, thì khi mà chúng ta gắn cái quạt tản nhiệt gió lạnh này vào cái bề mặt lưng của điện thoại hay là của máy tính bảng các thứ gì đó thì nó sẽ có một cái yếu tố, đây là cái này nó hơi dài một chút xíu, nên là các bạn cũng lựa cái miếng kim loại các bạn dán vào bề mặt để chúng ta làm lạnh làm sao cho nó phù hợp nhá. Còn với cái việc mà dây cấp nguồn cho nó thì các bạn chỉ cần một cái dây C2C 3A là có thể cấp nguồn cho nó một cách rất ok. Nhưng mà khuyến khích các bạn sử dụng một cái cục sạc với công suất là 30W nhá, để đảm bảo cho cái việc trong nhiều tình huống nó có thể ăn tới tối đa là 9V 3A thì chúng ta đủ điện để cấp cho cái quạt này. Rồi, và đương nhiên với con X65A này thì các bạn chỉ cần bật có một chút xíu thôi là máy sẽ cực kỳ mát. Và mát nó kéo được cả xuyên suốt tất cả những cái vị trí liên quan đến phần mặt lưng. Nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc đấy là nếu như với cái quạt tản nhiệt gió lạnh này thì cái vị trí nóng nhất ở phía bên trên nó không được làm mát trực tiếp đến thì nó có ảnh hưởng gì hay là không? Thì câu trả lời của mình đó là không. Bởi vì nếu như cái quạt này mà có hiệu suất rất là tốt thì nó làm lạnh được phủ hết cho cả cái bề mặt lưng của cái điện thoại. Kể từ đó thì những vị trí ở đây cũng sẽ được làm mát cực kỳ tốt. Và đây, chúng ta sẽ test thử ngay và luôn với nhau để xem nó có ổn hay là không các bạn nhé. Ok, bài test đã lên và để xem nó sẽ thể hiện như thế nào. Rồi, cái yếu tố mà các bạn có thể thấy nhé là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái quạt này thì sẽ có một vài yếu tố nhỏ. Ví dụ như là cái vị trí, cái lỗ thoát gió nó ở góc bên dưới này và bên trên này. Nên nếu như các bạn nào mà không thích cái việc mà cái gió này nó phả vào tay, thật ra phả vào tay cũng không hề bị nóng đâu, thì các bạn thậm chí có thể chỉnh được cái hướng này để chúng ta có thể đặt cái quạt tản nhiệt của chúng ta nằm lên trên như vậy. Nói chung là cũng tùy các bạn thôi. Nhưng mình thì vẫn thích cái cảm giác mà chúng ta có một tí gió ấy, nó phả vào tay để biết là cái quạt này đang chạy. Và cơ bản nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều trong quá trình mình chơi game, nên tổng quan mình vẫn đặt cái quạt tản nhiệt của nó theo cái hướng như thế này. Tiếp theo là khi mà chúng ta sử dụng cái quạt này nhé các bạn nhé, thì dán cái miếng kim loại ở phía bên dưới ấy, chúng ta sẽ có một cái miếng phim dán vào cái mặt lưng của thiết bị trước, sau đó chúng ta mới dán cái miếng kim loại này lên để đảm bảo cho cái việc đấy là cái miếng kim loại này sẽ dính vào mặt lưng của cái thiết bị, nó trở nên chắc hơn. Và một yếu tố thứ ba nữa mình vẫn phải nhắc đi nhắc lại, đấy là tuyệt đối không sử dụng quạt tản nhiệt gió lạnh nếu như cái thiết bị của chúng ta mà không tải nặng. Bởi vì những cái quạt này nó làm mát cực kỳ ghê gớm, như các bạn vừa thấy là nó đóng băng được luôn. Vậy nên là nếu như chúng ta bật quạt tản nhiệt gió lạnh mà cái điện thoại này của mình không nóng thì cả cái điện thoại này sẽ bị làm lạnh theo. Kể từ đó thì nó sẽ rất dễ có thể gây cái hiện tượng đấy là nó bị đọng nước, đọng xương các kiểu như thế vào. Nó như thế thì không ổn một chút xíu nào cả. Còn khi mà chúng ta sử dụng quạt tản nhiệt gió lạnh trong những trường hợp như thế này thì các bạn có thể thấy là vừa nãy nhiệt độ bề mặt phía trước có thể nó lên tới 40 mấy độ,
thì bây giờ nó cũng sẽ đã được giảm được vài độ đi rồi các bạn ạ. Vừa nãy lên tầm 43-44 độ thì bây giờ nó còn chỉ tầm khoảng 41 độ thôi này anh em này. Đấy. Mới này, 41 độ. Được chưa? Thật ra cái nhiệt độ nó phả lên phía bên trên này, anh em sẽ cảm thấy nó chỉ giảm được vài độ thôi. Nhưng bản chất ở phía bên trong thì nó đã được giảm đi rất nhiều. Quạt tản nhiệt so lạnh nó sẽ giúp cho cái hiệu năng của chúng ta nó ổn định hơn đi rất nhiều. Và đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta chơi game á, FPS nó cũng sẽ ổn hơn khá là nhiều. Nhưng mà mình vẫn phải nhắc lại là chúng ta phải chơi những con quạt tản nhiệt so lạnh với hiệu suất cực kỳ mạnh như con X65A này thì nó mới ok. Chứ nếu như các bạn sử dụng những quạt tản nhiệt so lạnh với công suất yếu hơn á, thì cái giá trị nó mang đến không thực sự là tốt được quá nhiều đâu. Và một cái yếu tố nữa, đấy là nhiều anh em thì hiện tại bây giờ cũng sẽ có thể thấy được rất nhiều những cái ốp lưng mà họ có sẵn một cái lớp đồng phía bên trong để giúp cho cái nhiệt độ truyền một cách tốt hơn và nó phả được lên cả phía bên trên. Thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái ốp lưng kiểu như thế. Sau đó chúng ta gắn cái quạt tản nhiệt so lạnh này vào cái ốp lưng đấy thì chúng ta cũng vẫn có một cái khả năng tản nhiệt cực kỳ tốt. Và đương nhiên nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm về mặt hiệu năng và đặc biệt là trong quá trình chúng ta chơi game nó ngon hơn hẳn so sánh với cái việc không dùng quạt tản nhiệt như thế này. Ok, rồi xin phép anh em bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi với nhau để xem sau 20 vòng đấy, đặc biệt là sau đến những cái vòng cuối cùng thì mình sẽ chấm xem là nó có nhiệt độ như thế nào và liệu cái giá trị mà quạt tản nhiệt so lạnh mang đến cho những chiếc iPhone có tốt hay là không. Ok nhé. Ok, đã test xong, sorry anh em. Vừa rồi nói thao thao bất tuyệt một hồi nhưng mà cái cam trên này quên chưa bấm, cái cam trước này bấm thì thuộc quay lại luôn. Thì bài test đã xong, thì đây anh em có thể thấy là đầu tiên thì phải nói thẳng luôn là cái điểm số nó đã cao hơn. Các bạn có thể thấy trước khi mình gắn quạt á, điểm số vòng đầu tiên tức là bung hết hiệu năng á, nó lên được khoảng tầm 3531 điểm. Nhưng khi gắn quạt vào nó lên được tới 3971 điểm, nó đã là cao hơn. Yếu tố tiếp theo là xét về sự ổn định, nếu như không có quạt á, 2899 này là cái vòng thứ hai, đến vòng cuối cùng chỉ có 2718 mà thôi, nó tụt rất nhiều điểm. Nhưng khi mà mình gắn quạt vào thì đây các bạn thấy, vòng thứ hai là 2855 cho đến cuối cùng nó vẫn là 2852. Ghê gớm chưa? 2855 này, 2880 này, 2890 này, 2892 này, đó, 2897 này, các bạn thấy không? Thì rõ ràng á, khi có cái quạt tản nhiệt so lạnh vào thì cái sự ổn định về mặt hiệu năng rõ ràng là nó tốt hơn một cách trông thấy. Và nhờ thế thì kể cả các bạn chơi game trong khoảng thời gian dài thì cái hiệu năng về xử lý đồ họa FPS chắc chắn là con iPhone 15 Pro Max này cũng sẽ giữ tốt hơn rất nhiều so sánh với cái việc không có quạt tản nhiệt. Rồi, đến cái nhiệt độ thì sao? Để nói khẳng định nhá, thì nhiệt độ của chúng ta sẽ được giảm đi vài độ. Trong quá trình mà chúng ta test mà mình không gắn quạt thì sẽ có những điểm mà mình có thể đo được lên tới khoảng 43 độ, thậm chí là hơn. Nhưng nếu như gắn quạt tản nhiệt so lạnh vào thì cái điểm nóng nhất mình có thể đo được nó chỉ loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm 40 độ, gần 40 độ mà thôi. Và rõ ràng nó giảm được tới khoảng 3 độ ở cái bề mặt bên ngoài. Thì các bạn cũng hiểu là ở phía bên trong nó đã giảm được nhiều như thế nào. Thậm chí về một cái yếu tố rất quan trọng, đấy là trong xuyên suốt quá trình mà mình chấm cái bài test này và gắn thêm quạt tản nhiệt so lạnh thì cái máy của chúng ta không hề bị tụt độ sáng màn hình. Điều này đồng nghĩa là nếu như các bạn có muốn chơi game trong một khoảng thời gian dài và vẫn đảm bảo về cái yếu tố độ sáng và cũng như FPS thì cái quạt tản nhiệt so lạnh này có giá trị cực kỳ tốt để mang đến cho bạn một trải nghiệm tốt hơn. Thậm chí là nếu như các bạn có live stream trong một khoảng thời gian rất dài thì với cái quạt tản nhiệt so lạnh như thế này nó cũng sẽ khiến cho máy của chúng ta trở nên mát mẻ hơn và không bao giờ lo bị tụt độ sáng màn hình. Đấy, rõ ràng không thể phủ nhận được, chỉ với một bài test nhanh thôi nhưng mình cũng đã cho các bạn thấy được cái giá trị tuyệt vời như thế nào của một cái quạt tản nhiệt so lạnh. Đặc biệt là với một cái quạt tản nhiệt so lạnh với diện tích so lạnh lớn và khả năng làm lạnh cực tốt cho một cái thiết bị di động kiểu như thế này. Đương nhiên là với con X65A này thì kể cả các bạn có quất cho những con iPad Pro thì vẫn tự tin là nó cân được cho bằng hết. Và thậm chí là dành cho kể cả những con như là MacBook Air, các bạn trong quá trình vừa sạc vừa dùng nó máy nó bị nóng quá, thậm chí là các bạn ép cho mấy con MacBook Air render video á, con này nó không có quạt tản nhiệt nào, thì chúng ta vẫn có thể dùng cái này để tận dụng và trải nghiệm nó trong một vài những tình huống nhất định. Nhưng mà đây, nhiều anh em cũng thắc mắc đấy là liệu nó có bị đọng hơi nước hay là không, thì không hề có một chút gì nào cả các bạn nhé. Bởi vì máy nó nóng lên thì nó vẫn lên tới mức 30 mấy 40 độ, thì cái tầm đấy xin hỏi các người anh em nó đọng nước kiểu cái gì? Tẹt ga đi, không phải nghĩ thế nha. Lưu ý duy nhất một thứ thôi, điện thoại mà không nóng không được dùng quạt tản nhiệt so lạnh thế nha. À mà cái quạt tản nhiệt so lạnh này cũng như rất nhiều những cái mẫu quạt tản nhiệt so lạnh khác thì nhà mình có bán nha anh em nhé. Xịn Store 68, các bạn có thể search trên TikTok này, Shopee này,
Nói chung là bên nào giá tốt thì anh em cứ quất thôi. Voucher của sàn thì cứ cố gắng tận dụng sàn cho nó ok. Đương nhiên là giá bán bên mình thì cực kỳ tốt và chế độ bảo hành vẫn có đầy đủ cho các người anh em. Thế nên là cứ yên tâm mà quất nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.